Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay, sau một quãng thời gian cháy hàng, sau mấy hôm cháy hàng những chiếc quản lý nguồn dòng cao cấp đến thương hiệu LS Aquatic phiên bản 2023 có đầy đủ lọc nguồn, thì ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục về cho anh em được 20 chiếc quản lý nguồn này, sẽ bán cho anh em một mức giá cực kỳ là tốt nhá. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh chưa like, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đây em cũng đã khuyên cho anh em rất là nhiều những chiếc quản lý nguồn này sẽ cần thiết cho anh em, những cái dàn âm thanh của các bác dùng gia đình này, sự kiện rạp cưới hoặc là phòng karaoke, quán bar thì lên cần thiết có những chiếc quản lý nguồn này, sẽ chống chập cháy, chập quá tải và đặc biệt nó sẽ tắt bật từng cổng ở đây cho anh em, rất tiện dụng khi anh em sử dụng cái dàn âm thanh. Thì về thiết kế con này thì anh em thấy mặt trước của nó sẽ thiết kế một tấm phay nhôm màu trắng rất là đẹp. Đấy, rất là chi tiết, được độ hoàn thiện cực kỳ là đẹp cho anh em nhé. Độ hoàn thiện rất là sắc nét. Và màn hình LCD hiển thị ở đây, ở giữa sẽ hiển thị thông báo số vôn này. Và tất cả các cổng cắm có 8 cổng cắm đằng sau và có 2 cổng cắm đằng trước, hiển thị đầy đủ cho anh em. Anh em có thể tắt bật từng cổng cắm. Đây, khi anh em bận đến cổng cắm nào sẽ tắt nó đi. Đấy, bật nó lên thì nó sẽ bật lên. Đấy, rất tiện dụng cho anh em nhé. Và khi anh em bật lên thì nó sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 4. Đấy, bật từ cổng 1 đến cổng 4, 1 đến cổng 8. Khi anh em tắt đi sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Rất tiện dụng cho anh em đã dùng âm thanh, sẽ không gây tiếng bụp ra loa. Đấy. Và hàng này hàng chính hãng, sẽ được bảo hành cho anh em 2 năm. Và đặc biệt con này có lọc nguồn đầy đủ cho anh em nhá. Và đây em sẽ quay cho anh em này. Đây. Con này sẽ có đầy đủ lọc nguồn ở các cổng cắm cho anh em. Tất cả các cổng cắm đều có rơ le đây, anh em thấy rơ le. Và có lọc nguồn và các tụ lọc nguồn đây. Đấy, lọc điện đầu, điện vào, điện ra đầy đủ cho anh em, đã đảm bảo cho em lọc nguồn điện sạch. Đấy, nguồn điện sạch cho anh em sử dụng tất cả các thiết bị âm thanh thì chống ù xì rất là tốt. Và đặc biệt nhá, sẽ giảm nhiệt khi mà anh em sử dụng các thiết linh kiện điện tử ấy, sẽ giảm nhiệt và sẽ đảm bảo là độ bền sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều. Đấy, những chiếc quản lý nguồn chất lượng đến thương hiệu LS Aquatic này. Đấy. Và đây anh em có thể rất là dễ sử dụng nhá. Đây có một cái núm vặn, anh em vặn đến cổng nào, nhấp nháy cổng nào thì anh em tắt cổng ấy đi. Đấy, ấn vào là sẽ tắt. Anh em bật lên thì ấn lại. Đấy, khi mà anh em đã muốn chỉnh xong rồi, anh muốn khóa thì anh em giữ 3 giây. Đấy, con này sẽ khóa chị em, khi mà khóa rồi thì sẽ không làm gì cả, không làm gì được. Đấy, khi em bật đi nhá. Khi anh em mở khóa ra thì giữ 3 giây. Đấy, nó sẽ mở khóa cho anh em. Rất là thuận tiện. Khi tắt đi thì sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1, khi bật lên sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Đấy, rất là chất lượng nhá. Dòng quản lý nguồn có 10 ổ cắm và tất cả các ổ cắm này đều các chân đồng, các lá đồng đảm bảo cho anh em cắm cực kỳ là chặt. Đấy, cắm rất là chặt, tránh trường hợp bị mo ve hay bị chập cháy là do cái chân này rất là nhiều nhá. Và dòng này thì nó thiết kế hoàn toàn là các lá đồng. Và đây quay cho anh em về nguồn con này. Đấy, nguồn này con này rất là khủng cho anh em nhá. Nguồn rất là khủng, đây anh em thấy nhá. Nguồn khủng, đảm bảo là anh em cắm tất cả các dàn âm thanh em vào đây chịu tải cực kỳ là tốt. Đấy, chịu tải rất là tốt, anh em cắm 2-3 con đẩy rồi các thiết bị vang mic quản nâng tiếng đầy đủ cho anh em vào đây là đảm bảo chịu tải cực kỳ là tốt cho anh em nhé. Và ngày hôm nay bên em tiếp tục về cho anh em được những chiếc quản lý nguồn phiên bản mới nhất 2023. Đấy, có lọc nguồn 10 ổ cắm đến từ thương hiệu LS Aquatic, sẽ tiếp tục bán giảm giá cho anh em một mức giá cực kỳ là tốt, chỉ có 1.200.000 bên em bao ship cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa? 1.200.000 anh em sở hữu một chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn đầy đủ và đến thương hiệu LS Aquatic, sẽ được bảo hành cho em 2 năm. Anh em yên tâm sử dụng, hàng chính hãng. Đấy. 1.200.000 bao ship cho em, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, mua hàng nhắn tin số cho em, chốt quản lý nguồn LS hoặc chốt quản lý nguồn D08. Đấy, giá rất là tốt cho anh em, thì anh em theo dõi video ủng hộ Thế Audio hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Audio ạ. Xin cảm ơn anh em.